Xe lăn đa năng hỗ trợ người bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình cho mượn xe lăn đa năng để hỗ trợ người bệnh. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nếu sử dụng băng ca, giường di động sẽ khó di chuyển, nhất là ở khu vực phòng khám. Với xe lăn đa năng sẽ giúp người bệnh và thân nhân di chuyển dễ dàng hơn. Xe lăn đa năng rất linh hoạt, nhỏ gọn, có chức năng ngả lưng, nằm và nâng đỡ độ cao chân hỗ trợ rất tốt các trường hợp người bệnh mắc bệnh lý cột sống. Suy kiệt, không thể ngồi xe lăn thông thường. Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 đến 130 bệnh nhân có nhu cầu mượn xe lăn để di chuyển khi đến khám bệnh, đặc biệt với bệnh nhân nặng. Lớn tuổi khó di chuyển với xe lăn thông thường. Do đó, bệnh viện đã trang bị thêm 20 xe lăn đa năng và đưa vào hoạt động mô hình cho mượn xe lăn đa năng để thiết thực hỗ trợ người bệnh, thạc sĩ Hiển nói. Chị NTL, ngụ tỉnh Đồng Tháp cho biết, mẹ tôi bị u xương đùi, không ngồi được. Thời gian đầu phải di chuyển bằng băng ca khá bất tiện khi đi khám bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Chợ Rẫy có dịch vụ cho mượn xe lăn đa năng nên mẹ tôi có thể nằm trên xe lăn đa năng cho bác sĩ khám bệnh luôn, không phải vất vả đỡ từ băng ca xuống như trước. Tôi thấy việc trang bị những chiếc xe lăn đa năng này rất hữu ích, thuận tiện cho bệnh nhân nặng không thể ngồi được khi đến bệnh viện khám bệnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!